Chiều qua, đại diện Hoàng Anh Gia Lai đã ký kết biên bản hợp tác kinh doanh với Nutifood và Vitsan. Theo đó, Nutifood và Vitsan cam kết sẽ bao tiêu toàn bộ thịt và sữa bò từ dự án chăn nuôi quy mô đến 236.000 con của Hoàng Anh Gia Lai. Theo công bố, tổng vốn đầu tư của dự án lên đến gần 12.000 tỷ đồng, chia làm hai giai đoạn. Trong đó, Hoàng Anh Gia Lai chiếm 50% vốn. Đơn vị này sẽ tổ chức khâu chăn nuôi khoảng 236.000 con bò, gồm 120.000 con bò sữa và 116.000 con bò thịt. Với lợi thế hệ thống phân phối sẵn có, Nutifood và Vitsan sẽ đảm nhiệm khâu bao tiêu toàn bộ sản phẩm thịt và sữa từ dự án này. Đặc biệt, hợp tác kinh doanh này cũng lần đầu tiên đánh dấu việc Nutifood tấn công vào thị trường sữa tươi bằng nhà máy chế biến sữa tại khu công nghiệp Trà Đa tại tỉnh Gia Lai, Pleiku. Chúng tôi thấy tiềm năng của thị trường của ngành hàng sữa tươi 100% khá lớn. Hiện nay, theo số liệu của năm 2013, thì nguồn nguyên liệu trong nước chỉ mới đáp ứng 30% nhu cầu tiêu dùng sữa tươi 100% của thị trường Việt Nam. Và cái dự án này thì chúng tôi cũng kỳ vọng là sẽ là một trong những đơn vị cung cấp được 30% cái lượng sữa tươi 100% tại thị trường Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ ký kết hợp tác kinh doanh, đại diện cả ba công ty đều khẳng định sẽ cung cấp sản phẩm với giá cạnh tranh hơn so với giá thị trường. Tuy nhiên chưa có con số cụ thể. Các bạn biết rồi, nuôi chăn nuôi gia súc là thức ăn cơ cấu bò, gà, heo, vịt đều chỉ mất 75% giá thành trong chăn nuôi. Tôi nghĩ là ở ngoài đây rất nhiều chuyên gia biết chuyện này. Chắc chắn là 75-80%. Nhưng xin thưa các bạn là Hồ Anh Gia Lai có đủ 75-80% cái này. Dự kiến đàn bò thịt giống đầu tiên sẽ được nhập về từ ngày 16 tháng 6 tới.